Trung tâm đồ gỗ Văn Sáu rất vui khi được trở lại với quý vị trong video tiếp theo này. Trong video này, Trung tâm sẽ giới thiệu tới quý vị về ý nghĩa phong thủy cũng như là phong thủy và cách trưng bày các loại tượng gỗ Di Lạt và tượng gỗ Đạt Ma. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm tượng gỗ Di Lặc làm bằng chất lượng nung nghiến. Tượng gỗ Di Lặc nung nghiến có kích thước như sau: 97, 70 và 35. Và giá của sản phẩm này là 11 triệu đồng. Di Lặc hoặc tượng Phật Di Lặc đầu hói, bụng bự là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sự sung túc. Theo truyền thuyết, Phật Di Lặc là vị Phật thứ 5, cũng là vị Phật cuối cùng xuất hiện trên trái đất. Trong thế kỷ thứ 10, hiện thân của tượng Phật Di Lặc là Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện. Vị Hòa Thượng này có dáng người mập mạp, đầu hói, bụng bự và nụ cười tỏa sáng. Đặc biệt, ông hay mang trên vai một chiếc túi vải bố và rất là yêu trẻ con. Ngày nay, mọi người vẫn tin rằng tượng Phật Di Lặc tượng trưng cho sự may mắn, tích ẩn nguồn năng lượng tích cực, đẩy lùi rắc rối và đem lại một cuộc sống may mắn, giàu có cho những người thành tín. Do đó, người ta thường chế tác tượng Phật Di Lặc đặc trưng theo hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại mang theo người hoặc đặc trưng trong nhà, trong phong thủy công ty. Và sản phẩm thứ hai Trung tâm được chia sẻ với quý vị, đó là sản phẩm tượng Phật Di Lặc nung nghiến có kích thước như sau: 97, 49 và chiều sâu 20. Và giá của sản phẩm này là 6 triệu đồng. Theo câu chuyện phong thủy của tượng Phật Di Lặc thì hiện có rất nhiều vật phẩm phong thủy có hình của Phật Di Lặc như chuông, tượng, dây chuyền, đồ trang sức. Trong đó tượng Phật Di Lặc là phổ biến hơn cả. Tượng thường được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, cụ thể nhất như sản phẩm tượng Phật Di Lặc được làm bằng gỗ. Nhiều gia đình ở Việt Nam và các nước Á Đông chọn đặt tượng Phật Di Lặc trong nhà để cầu may và cầu an. Tuy tình trạng của nhà và ý nghĩa của bản thân của gia chủ có thể chọn một trong những tượng Phật Di Lặc khác nhau. Ví dụ như mỗi tượng Phật Di Lặc cầm một khối vàng rơi trên trời, tượng trưng cho sự giàu có, dồi dào. Mỗi tượng Phật Di Lặc bằng đá thạch anh cầm quạt và hồ lô thì mang lại an phúc và sức khỏe. Mỗi tượng Phật đặc trưng cho sự giàu có và hạnh phúc. Mỗi tượng Phật Di Lặc ngồi đặc trưng cho sự cân bằng trong cuộc sống, sự viên mãn và bình yên cho gia đình. Mỗi tượng Phật mang theo túi trên vai cầm quạt giúp bảo hộ các thành viên trong gia đình, nhất là với những nhà hay có người đi xa. Và mỗi tượng Phật đặc trưng đội nón trên đầu thì tượng trưng cho niềm vui và sự may mắn.
Theo các chuyên gia phong thủy, bạn nên đặt tượng Phật Di Lặc ở các vị trí cao giáo, khoảng 1 mét và nhìn thẳng từ cửa vào. Ở vị trí này, Đức Phật sẽ biến toàn bộ nguồn không khí vào nhà thành nguồn năng lượng tốt để tạo ra bầu không khí vui vẻ, bình yên cho gia đình. Nếu không được thì hãy trưng bày ở một chiếc bàn cạnh tường hoặc là ở góc xa khuất của căn phòng. Đối mặt với cửa chính, tốt nhất là hướng đông để Đức Phật có thể nhìn thấy và phù hộ cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nếu cầu mong tiền tài cho gia đình thì bạn có thể đặt tượng Phật Di Lặc trên két sắt tủ đựng tiền, do chúng có bụng bự của Phật Di Lặc chứa đầy của cải tài lộc, nên đầu và cuối ngày trước khi ra ngoài hoặc lúc về nhà, bạn có thể xoa bụng tượng Phật để cầu may mắn, tài lộc cũng như là xua tan mọi nỗi niềm, sự mệt mỏi và để cảm thấy tinh thần của mình thư thái hơn. Ngoài ra còn một số quy tắc phong thủy mà các gia đình cần chú ý khi đặt trưng trong cách đặt tượng Phật Di Lặc, như là với tượng Phật Di Lặc để trên ô tô thì nên đặt ở vị trí cố định, không để tượng Phật di chuyển trong quá trình di chuyển. Và về tượng Phật Di Lặc thì có rất là nhiều điều để nói về ý nghĩa phong thủy cũng như là cách trưng bày phong thủy trong nhà, thì qua một video ngắn thì khó có thể nói được hết. Vì thời lượng của video rất là ngắn cho nên là trung tâm chỉ giới thiệu những cái căn bản về phong thủy cũng như cách đặt tượng trong phong thủy trong gia đình. Và quý vị nào cảm thấy yêu thích những sản phẩm của tôi vừa chia sẻ trên video thì quý vị hãy gọi điện đến số điện thoại 0968 152 070 hoặc 0972 282 070 để được tư vấn. Và dịp Tết sắp đến rồi, quý vị hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với giá tiền, phù hợp với ngôi nhà và cảm thấy ưng ý quý vị nhất, thì quý vị hãy gọi điện cho trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Trung tâm đồ gỗ Văn Sáu sẽ rất là nhiệt tình để tư vấn cho quý vị có được một sản phẩm hoàn hảo, ưng ý nhất để về trưng bày trong dịp Tết của năm mới, hoặc là làm quà biếu, quà tặng cho những người thân yêu trong gia đình. Trong 4 video đầu thì trung tâm giới thiệu đến quý vị về tượng Phật Di Lặc, và một đoạn ngắn của video ở gần cuối thì sẽ giới thiệu cho quý vị về tượng Phật làm bằng gỗ của tượng Đạt Ma. Thì quý vị nhớ theo dõi tiếp video này. Và sản phẩm cuối cùng trung tâm xin giới thiệu tới quý vị là sản phẩm tượng gỗ Đạt Ma. Tượng gỗ Đạt Ma quý vị đang thấy trên video thì trung tâm xin được chia sẻ cho quý vị về tượng gỗ Đạt Ma về thông tin như sau. Tượng Đạt Ma này thì được làm bằng gỗ nung nghiến và có kích thước là 81, 39 và 31. Chất liệu được làm bằng gỗ nung nghiến
và giá của sản phẩm này là giá 5 triệu 500 nghìn đồng. Về việc bài trí và thờ cúng tượng gỗ Đạt Ma từ lâu đã trở nên khá quen thuộc đối với chúng ta hiện nay. Bởi việc thờ cúng tượng Đạt Ma không chỉ là dừng lại ở là một góc nghệ thuật để trang trí cho ngôi nhà của bạn, mà nó còn mang lại rất nhiều ý nghĩa để về mặt tâm linh, phong thủy. Tượng Đạt Ma có ý nghĩa gì và đặt ở vị trí nào thì hãy cùng trung tâm tìm hiểu trong video này. Tượng Đạt Ma thường nổi bật với hình tượng vị Phật có râu sồm, đi chân trần, khoác áo choàng, tay cầm cây thiền trượng. Tuy hình ảnh rất là đơn sơ giản dị nhưng bề ngoài lại toát ra một khí chất của sự thoát tục, sự siêu thoát. Chính vì thế tượng Đạt Ma không chỉ mang những tính nghệ thuật sâu sắc mà còn mang ý nghĩa rất to lớn về mặt tôn giáo, đề cao đạo Phật, hướng của con người để cho con người sống đúng với cái tâm. Do thời lượng của video rất ngắn cho nên cũng khó có thể chia sẻ tới quý vị được hết về ý nghĩa phong thủy cũng như là cách trưng bày của tượng vật cho quý vị biết hết được. Quý vị xem xong video, nếu quý vị thấy thích sản phẩm nào thì hãy nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại có ghi trên màn hình để liên hệ với trung tâm để đặt mua sản phẩm. Và đặc biệt hơn nữa, nếu quý vị cảm thấy yêu mến kênh thì hãy đăng ký, chia sẻ và ủng hộ cũng như là bình luận để tôi có thể có động lực để tạo nên những video ý nghĩa và thiết thực hơn để gửi đến toàn bộ quý vị đang theo dõi cũng như là đang đăng ký kênh của Đồ Gỗ Bàn Sáu. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.